Em lắc nó thử. Chưa đi tay được. Bỏ tay đi. Ba ba. Có cái gì vậy nhỉ? À, thế là bao tiền con mà? Thế là bao tiền? 9 đồng là 90 nghìn một con ạ. Nặng nhờ. Bán đủ các loại đấy. Nào. Rồi.
đấy? Nguyên liệu hơi bị chuột. Em đang định làm món sườn chua ngọt đấy ạ. Tại vì món sườn này ngọt quá. Không, đừng làm sườn chua ngọt. Nướng đi. Mình có lò nướng mà. Mình có lò nướng mà. Được rồi. Ok, giờ sẽ chuẩn bị đồ để nướng miếng sườn này nha mọi người nhá. Miếng sườn này quá ngon luôn mọi người ạ. Anh em thấy mình thiết kế quả giếng được không? Quả giếng có một cái mạch nước gọi là vĩnh cửu. Quá đẳng cấp luôn. Một cái mạch nước vĩnh cửu luôn anh em ạ. Đỉnh cao. Đây gọi là giếng nó gọi là giếng gì nhỉ? Giếng thần đấy. Cốc 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 cái bật công tắc luôn. Là lên nước. Lên nước. Rồi. Mọi người xem mấy cái phim ở trong phim nhỉ? Này, cốc cốc này, cốc 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 ấy. Miệng thần chú, úng ba la bật công tắc lên. Nó tuôn nước. Giếng này do kỹ sư Lê Mạnh Cường chuyên ngành tin học cầu đường thiết kế.
bây giờ sẽ tiến hành ướp nha anh em nhá. À nào, đổ đổ cái đấy vào đây đi. Đây. Ok. Nào đặt 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 nó lên đặt nó lên. Đây là nước sốt thần thánh. Đấy, nước sốt thần thánh. Thế không ướp vào tảng gì đấy? Có, từ từ. Đây mì chính này. Muối này. Sugar, sugar baby. Ok. Rồi, nước tảng thịt đây. Rồi. Đặt nó lên đây. Ok. Ok nha mọi người nha. Bây giờ mới đến tiết mục ướp mọi người ạ. Ui, ui, ui. Ướp rau củ quả này thì chỉ nhớ bả rau củ quả ấy. Đó, trên cái đầy đủ chất rồi nhỉ. Ướp làm sao cho thấm hết gia vị vào vào bún sườn nhé mọi người nhé. Nhìn không ra thấy ngon rồi mọi người ạ. Tại vì đây là bún sườn quá là đẳng cấp luôn. Thịt siêu nhiều mà ngon. Lật cái lại đấy. Massage cho em nó. Hết không? Hết luôn anh ạ. Đấy, dưới dưới, đây này. Ừ. Vẫn còn rất nhiều luôn. Đó, hết rồi. À, sau mình sẽ bọc giấy bạc và nướng bằng lò nướng chuyên dụng của anh em mình nhá. À. Ừ. Em lấy giấy bạc nhá. Đã, từ từ đã, từ từ đã. Nhấc nhấc cái mâm ra đã. Rồi, nhấc cái mâm để nước cái nhá, tí dội lên. Đặt đặt nước vào ghế đi. À, đặt đấy vào ghế, đặt đặt lên ghế, đặt lên ghế. Rồi, lấy giấy bạc. Kế đúng đặt kế vào đây. Quấn kín nó vào xong rồi bắt đầu đem nướng nha mọi người nha. Nướng ơi. Đấy. Ok, từ từ nha. Từ từ. Nào, đây anh giữ cho mình dội nước kia lên, dội nước lên đấy nhá, dội nước sốt, nốt nước sốt nó lên nhá. Rồi, ok. Tất cả những cái kinh phí ở sắp đấy thì... Này, giữ giữ. Rồi, để anh sốt, để anh sốt. Chỉ một từ đỉnh. Đó, chỉ cần một lớp này thôi nhá, xong là mình sẽ bắt đầu đem nướng nhá mọi người nhá. Để em đi nhóm lò anh nhá. Ok. Đây nha anh em nha. Cho
cho thịt vào nướng. Anh à, đúng lắm. Đúng lắm. Nếu mà anh thiết kế cái đẩy vào này nha. Như người đẩy vào là hai người bên cạnh đến liệu. Đấy, nắp đi, đấy, nắp đi đại nào. Trong này nó rất là nóng nha mọi người nhá. Bây giờ sẽ phải bịt bịt cửa đó là để cho cái hơi nóng nó giữ được lâu. Mấy lại nó tản nhiệt đều mọi người ạ. Đều. Ok, bây giờ chỉ việc đợi thôi. Ok nhá mọi người nhá. Bây giờ chín là chắc chắn luôn. À mà không có gì chắc chắn nha. Bây giờ mình sẽ kèm thế nào. Rồi, chín rồi. Chắc là ok rồi đấy. Thông phức kìa mọi người ạ. Thông phức luôn. Hay da. Đẹp lắm. Lâu lắm rồi mới có món ngon đấy mọi người ạ. Có món hấp dẫn đẹp này đấy. Đấy. Thịt cá thì sao. Giờ cho tao lên đưa cái mâm lên, đưa cái mâm lên. Ok nhá. Tuyệt vời nha mọi người nha, bây giờ và bắt đầu lên trên để thưởng thức nha. Hey. Ok nha mọi người nha, bây giờ sẽ bắt đầu xem cái này nó chín chưa. Đầu tiên là phải xem nó chín chưa đã. Ui, à cũng chín đấy. Nó chỉ bị trắng cái phần đoạn này là tại vì đoạn này nó rau củ quả à, mọi người nhá. Xem phần dưới nhá. Ui giời. Ui rồi ôi. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. 2, 3, vô. Nào, bây giờ sẽ đẹp thế, mọi người ơi. Xỉa nó ra nhá. Wow. Ngon không? Quá ngon luôn. Này, cho xin một miếng. Có rau ạ. Có rau cầm cho đứa bạn. Này, rau cầm cho đứa bạn. Này, con cầm đi. Cháu bảo nhá. Con thổi đi. Con ăn đi. Ăn xem nào, ăn được không? To á, to cầm dặm này này. Hả? Ngon lắm. Chặt đôi á, anh chặt đôi á. Chặt đôi nhá. Chặt đôi khó. À, được, này. Cho. Con á. À, rồi, con ra, thổi đi nhá. À, cho mau đi. Em hai dạy thôi. Ba dạy tố á. Ăn thì ngại chết. Ngại chết à? Đây. Chuyện là BBQ này, nhá. Chiến đấu nha mọi người nhá. Với tất cả mọi người nhá. Ở bên trong này vẫn còn hơi đỏ đỏ mọi người ạ. Nhưng mà thịt nó là chín rồi đấy. Đỏ xương không? Tại vì đỏ là mọi người biết tại sao. Rau củ quả nó để lên trên. Ngon lắm mọi người ạ. Rau củ quả nó để lên trên. Ngon. Nó to lắm. Hôm nay là khánh thành quả nhà mới của anh em mình ạ. Mời mọi người nhá. Ngon. À, chấm này, chấm với nước chanh ớt nha mọi người nha. Vẽ là nó có mùi dứa. Ngon không Thi? Ngon không? Ngon thì thế nào? Ngon thì phải thế này. Đáng nhẽ ra ấy, mình không nên cho rau củ quả lên trên thì nó chín, nó sẽ chín nhanh hơn, chín mạnh hơn. Rau củ quả vẫn còn sống này, nhưng mà dứa chắc là ăn được rồi. Dứa chín rồi, dứa thì vẫn chín sẵn. Xem cái củ nào ở trên đầu cũng không chín luôn. Đây củ khoai tây này thì chín, hơi chín rồi, chưa chín hẳn. Cốp đây á. Ngon. Ăn miếng rau sống. Ăn miếng rau sống. Làm nữa. Lứa rau sống đầu tiên nhà chồng mọi người ạ. Còn rau sạch quá. Không có câu đâu. Bạn ngon tuyệt vời luôn. Mới phun thuốc được một tuần. Câu chưa kịp nấu à. Mới phun thuốc được 3 ngày. Phần ngon nhất là cái phần mảng trên này, tại vì nó tiếp xúc với lửa trực tiếp nhiều nhất. Cái phần sườn này, chỗ này thì nó
tiếp xúc là tiếp xúc với lại rau củ quả, thế nên là nó chưa được chín chín lắm. Chỗ này là chín nhất này, ngon nhất này. Nó đi đỏ trong xương này ạ, ở ngoài thì chắc lắm. Chín hết. Ngon không Thiên? Ngon không? Ngon. Ngon. Bố hỏi ngon không? Lấy miếng nào không à? Cắp luôn. Cắp luôn. Đấy. Ngon lắm. Cháu đang gặm xương. Trời ơi. Xin ngày trước ấy, nghe nhỏ nhỏ lúc nó hơn 2 tuổi ấy, nó quay thì nó hay nói lắm, nhưng mà bây giờ ngại. Biết ngại ống kính rồi đấy. Biết ngại ống kính rồi đấy. Quả vịt quả ngon. Vịt quả. Đây nướng này, nướng này. Quá ngon luôn. Tuyệt vời. Con này. Nhiều thịt cực luôn. Chân này. Đấy, cho em làm nhé. Bạn dạy người nhiều thịt lắm rồi ạ. Đó.